thì Yahoo Finance mới vừa chia sẻ một cái tài liệu liên quan tới 10 dự đoán cho năm 2021 liên quan tới Trung Quốc, Bitcoin, thuế, tổng ổn định và nhiều những cái tài liệu khác mình thường cảm thấy là cũng có nhiều giá trị thường muốn chia sẻ với các bạn cũng như là chia sẻ những cái miễn thuận về những tài liệu này trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Nếu như mà các bạn chưa có theo dõi Thuần Capital trên cái mạng xã hội thì các bạn cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin chính thức như liên quan tới Facebook, Twitter và Telegram thì trước hết là yahoo finance chia sẻ là đầu tiên hết dự đoán đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều những cái đồng của quốc gia được đưa ra trong đó chúng ta thấy là dẫn đầu là trung quốc trung quốc đang rất tích cực đưa ra một cái tiền điện tử giúp quốc gia hay gọi là central bank digital currency cbdc và trung quốc không phải là nước duy nhất các bạn thấy được là những nước như là canada hay là châu âu cũng có những quyết định tương tự và hoa kỳ thì bây giờ cũng có những quyết định tương tự nhưng mà vẫn chưa thấy những cái tiến triển thì các bạn thấy được là Năm 2021 này thì dựa theo dự đoán của bài viết này Chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều những cái thông tin liên quan tới những ổn định của quốc gia được tung ra trên thị trường Cùng với đó là những cái đồng ổn định mà được tung ra từ những cái công ty như là Facebook, Libra hay bây giờ gọi là đồng Diem Thì các bạn thấy được là chúng ta nói tới cái tiền điện tử quốc gia thì có thể nhiều bạn nghĩ là đây cũng không nhiều là đặc biệt tại bây giờ tiền cũng là nằm trên máy vi tính mà thôi các bạn cũng lên trên ngân hàng bằng cách là đăng nhập vào tài khoản của mình trên mạng lưới hay là các bạn đăng nhập vào trên ứng dụng điện thoại nhưng mà thực ra rất là khác các bạn thấy được là cái đặc biệt quan trọng nhất ở đây là hai điều điều đầu tiên đó là tiền kinh tế số quốc gia là tiền còn thứ nhì nữa là cái sự quan hệ giữa các bạn và ngân hàng là như thế nào các bạn thấy được là bây giờ các bạn đăng nhập vào tài khoản của bạn trên ngân hàng đi thì các bạn đăng nhập vào những hàng như là ở Hoa Kỳ những hàng Chase hay là ở Việt Nam các bạn đang nhập vào những hàng công thương quốc gia vân vân thì cái số dư mà các bạn nhìn thấy trên màn hình đó cái số dư đó là cái số nợ chứ không phải là tiền thật sự có nghĩa là đây là cái ghi nợ của khách hàng đối với các bạn các bạn vào trong ngân hàng thì các bạn nói là các bạn muốn gửi tiền thì ngân hàng sẽ nhận tiền các bạn sau đó cái số dư của các bạn đó chính là cái nợ mà ngân hàng ghi cho các bạn cho đến khi nào các bạn tới lấy tiền thì ngân hàng sẽ trả tiền cho các bạn khi đó thì họ đã trả lại À, tiền cho các bạn thì họ sẽ xóa nợ cho nên cái số dư mà trên màn hình là cái giấy nợ chứ không phải là tiền thật sự khi mà chúng ta nói tới tiền điện tử đó thì tiền điện tử đây là không phải là giấy nợ mà các bạn thấy được là tiền này chỉ có trên mạng lưới mà thôi và sẽ nằm ở trên những cái blockchain của những cái quốc gia như là quốc gia trung quốc chẳng hạn các bạn thấy được là đây là cái sự khác biệt đầu tiên sự khác biệt thứ nhì đó để chúng ta liên quan tới quan hệ giữa các bạn với là ngân hàng thì bây giờ các bạn thấy được là các bạn muốn tham gia vào thị trường tài chính á, thì các bạn chưa tham gia vào thông qua ngân hàng mà thôi các bạn muốn mua những cái quỹ đầu tư các bạn muốn tham gia vào thị trường crypto các bạn muốn tham gia à, để mà mua chứng khoán vân vân tất cả đều đòi hỏi là các bạn phải có cái ngân hàng ngân hàng là cái thiết yếu bây giờ các bạn thôi để tiền vào ngân hàng các bạn phải kết nối ngân hàng với lại nhiều điều đó sau đó các bạn mới có thể là di chuyển tiền được cho nên bây giờ là các bạn hoàn toàn phải đi thông qua ngân hàng nhưng mà khi mà có tiền điện tử đến từ chính phủ thì cái sự khác biệt đó sẽ như thế nào? Có phải là các bạn sẽ có một chương mục trực tiếp với lại ngân hàng Trung ương hay là không? Và nếu như vậy thì các bạn không cần phải thông qua ngân hàng nữa, các bạn có thể là giao dịch trực tiếp thông qua ngân hàng của Trung ương. Thì đây là một cái sự khác biệt rất là lớn, nhưng mà đây là một cái sự tiến triển mà chúng ta cần phải theo dõi tại vì khi mà chúng ta nói tới tiền điện tử được đưa ra từ chính phủ đó thì sẽ thay đổi cái cách suy nghĩ của mọi người về cái cách sử dụng tiền bây giờ và tiền là như thế nào. Như được đã chia sẻ hai cái sự khác biệt rất là lớn đây là cái dự đoán đầu tiên đó chính là trong năm tới đây chúng ta sẽ nghe nói tới rất nhiều những thông tin liên quan đến những cái ngân hàng trung ương đưa ra tiền điện tử riêng của mình và dẫn đầu sẽ là Trung Quốc các bạn đã thấy là có nhiều thông tin là Trung Quốc đã bắt đầu thử nghiệm ở một số nơi làm sao để mà sử dụng tiền điện tử của một quốc gia kế tiếp nữa các bạn thấy được chúng ta sẽ nói tới cái dự đoán thứ nhì đó chính là những cái công ty Tài chính sẽ tiếp tục tham gia vào thị trường crypto. Các bạn thấy là đây là thông tin cũng không vừa là quá lạ. Những bạn nào mà theo dõi thường cáp video trong thời gian qua thì cũng đã biết là chúng ta nói rất nhiều về tại sao những công ty tài chính cứ tham gia vào thị trường crypto này thì có nhiều lý do các bạn thấy được là không phải là họ yêu thích Bitcoin Họ thích gì một ngày nào đó họ lại nghĩ là Bitcoin là một điều gì đó quá tuyệt vời Cho nên không thể nào mà không có tham gia vào được những công ty như là ngân hàng JP Morgan, Standard Charter, CD, Deutsche Bank vân vân Không phải là họ thức gì buổi sáng họ nói là bây giờ ta hãy FOMO Bitcoin đi tại vì Bitcoin quá tuyệt vời họ tham gia vào Bitcoin lưu trữ Bitcoin đó là vì nhiều lý do. Lý do đầu tiên đó chính là cái nhu cầu đến từ những cái khách hàng của họ. Khi mà họ thấy nhiều khách hàng hỏi về mua Bitcoin lưu trữ Bitcoin mà họ không có cung cấp những cái dịch vụ đó, khách hàng của họ sẽ rời công ty, rời khỏi ngân hàng của họ vào một công ty khác hay là ngân hàng khác mà có những dịch vụ này thì họ sẽ bị mất khách hàng. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ nhì nữa là nếu như mà họ cảm thấy là những công ty như là công ty PayPal, công ty Coinbase mà kiếm được quá nhiều lợi nhuận đến từ mua bán Bitcoin, lưu trữ Bitcoin thì không có lý do gì mà một ngân hàng như là JP Morgan hay là Standard Chartered lại không có muốn ăn một phần lợi nhuận đó cho nên họ sẽ không có để cho những cái công ty này lấy cái phần lợi nhuận đó họ sẽ tìm cách để mà tham gia vào thị trường này đây là cái điểm thứ nhì cho nên các bạn thấy được là những công ty những tổ chức đầu tư càng ngày càng ngày tham gia vào thị trường này nhiều hơn cái dự đoán thứ ba mà được nói tới trong bài viết này là chính là liên quan tới thuế thì rất là rõ ràng các bạn thấy được là tình hình bây giờ của những quốc gia lớn thì không có quốc gia nào mà muốn cấm tiền kỹ được số hết. Các bạn thấy được là ai cũng hiểu được là ngay cả chúng ta thấy những cái buổi điều trần ở Quốc hội của Hoa Kỳ thì hầu như là rất nhiều những nghị sĩ đang ngộ hay được rằng là chúng ta không thể cấm tiền kỹ được số nhất là liên quan đến những cái đồng như là Bitcoin. Các bạn thấy được là tình hình bây giờ chúng ta thấy là những cái công ty lớn như là công ty Facebook, À, những công ty như là microsoft thì rất là bị hạch hỏi khi mà một cái vấn đề gì đó xảy ra nhưng mà các bạn thấy được là bây giờ có rất nhiều nghị sĩ không hài lòng với bitcoin nhưng mà họ đi đâu để mà kiếm người lên trên quốc hội để mà trả lời về bitcoin các bạn thấy được là bitcoin không có công ty cộng đồng thì rất là phi tập trung cho nên trên căn bản họ đã ngồi có được rằng là không thể cấm bitcoin được cũng như là không thể cấm internet trước đây các bạn thấy được là trước đây khi mà internet bắt đầu thì nhiều người Internet là một cái mạng lưới phạm pháp Có thể là các bạn xem những cái video không tốt trên Internet vân vân Nhưng mà họ cũng không có cách nào để mà ngăn chặn Internet hết Các bạn thấy được là Internet cũng không có người đứng đầu Bịt không bây giờ cũng vậy Hầu hết là mọi người đã ngộ ra được điều đó Cho nên những cái quốc gia bây giờ là những quốc gia lớn hầu như không có một cái lý do gì để mà cấm Bitcoin và nếu như mà họ không cấm được thì họ cần phải lấy được thuế cho nên cái dự đoán thứ ba là thuế sẽ càng ngày càng rõ ràng hơn luật về crypto sẽ càng ngày càng rõ ràng hơn và điều này nhiều bạn cho là tốt nhiều bạn cho là xấu nhiều bạn cho là bitcoin là một cái tài sản phi tập trung à, nhiều bạn có cái suy nghĩ là bitcoin là có thể sống vào dòng pháp luật nhưng mà đối với một nhà đầu tư thì đối với thượng thì chúng ta cần phải có những luật rõ ràng hơn mặc dù là nhiều bạn không thích nhưng mà luật càng rõ ràng thì có nghĩa là càng nhiều người an tâm hơn tham gia vào thị trường này khi mà họ biết được là thuế đóng như thế nào họ biết được là Bitcoin được công nhận như thế nào thì sẽ càng dẫn đến càng nhiều người tham gia vào thị trường này hơn đây là cái điều thứ ba được nói tới và các bạn thấy được là nếu như mà quốc gia mà đưa ra nhiều luật thuế thì đương nhiên là họ có ý định đánh thuế họ không có ý định cấm nếu như mà họ có ý định cấm thì không có lý do gì mà lại phải hội họp đưa ra những, những cái luật để mà quản lý nếu như mà họ muốn cấm chỉ đơn giản cấm thì đã chấm dứt rồi không cần phải suy nghĩ đến là làm sao để quản lý nhưng mà tôi nghĩ là không có một quốc gia lớn nào mà muốn bị thụt lùi khi mà cái tình hình là cả thế giới đều muốn tiến tới để mà chấp nhận thì kỹ thuật số chấp nhận một cái loại tài sản tài chính mới này đây là cái dự đoán thứ ba đến từ dạo finance và thứ tư đó chính là liên quan đến MMA MMA là những cái mà người ta gọi là thu mua công ty đó thì năm 2021 này chúng ta thấy có rất nhiều những công ty được thu mua và tôi nghĩ là nếu chúng ta nhìn vào những công ty lớn bây giờ như là JP Morgan Chase hay là những ngân hàng lớn đó thì họ vẫn chưa có một cái chi nhánh liên quan đến mua bán crypto thì trong năm tới đây tôi nghĩ là những cái công ty lớn ở trong tài chính đó, Thì mà họ đã nhận được là họ đã quá trễ trong vòng mấy năm qua họ không có một cái chi nhánh liên quan đến crypto bây giờ mà họ làm một cái chi nhánh thì rất là lâu sẽ dẫn đến là nhiều công ty lớn họ sẽ đi mua những công ty nhỏ hơn thậm chí là công ty Coinbase cũng có thể được thu mua bởi một cái ngân hàng lớn và những cái công ty lớn trong thị trường này như là sàn Binance đi, tôi nghĩ là cũng có thể là thu mua những cái sàn nhỏ hơn. Cho nên trong năm 2021 này có thể là các bạn thấy được là cái sự thu mua những công ty sẽ tăng lên rất là nhiều. Đây là cái dự đoán thứ tư. Dự đoán thứ năm liên quan đến là những cái nhà đầu tư riêng lẻ càng ngày càng dễ dàng mua crypto hơn, càng ngày họ càng dễ dàng tiếp cận hơn. Các bạn thấy được là bây giờ thì cũng coi như là dễ dàng hơn so với năm 2017 là rất là nhiều. Các bạn thấy được là nhiều khi chúng ta không thích là những người mà sử dụng những cái ứng dụng như là PayPal hay là Cash App các bạn chỉ có thể mua Bitcoin mà không thể uh, di chuyển được, các bạn không thể gửi lên, không thể rút ra được, các bạn chỉ có thể mua bán trực tiếp ở trên những cái ứng dụng đó mà thôi. Thì nhiều người cho là đây là cũng không được tốt lắm tại vì các bạn có thể là mua ở những cái sàn giao dịch bình thường và có thể đi di chuyển được. Nhưng mà đối với nhiều người, các bạn thấy được là người ta tham gia và đầu tư vào cổ phiếu đi thì họ chỉ đơn giản là họ tham gia đầu tư vào cổ phiếu họ mở một cái chương mục như là với Charles Schwab hay là với uh, E-Trade rất là đơn giản rồi họ mua và lưu trữ cổ phiếu trên những cái sàn giao dịch đó và bán cũng rất đơn giản thì cái suy nghĩ đó cũng sẽ là cái suy nghĩ khi mà tham gia vào thị trường crypto này cho nên những công ty như là PayPal hay là Square sẽ so là những công ty mà có lợi nhuận rất là lớn trong năm tới đây khi mà nhiều người nghe nói sự bùng nổ của Bitcoin mà muốn tham gia thì họ sẽ không có tìm hiểu những cái sàn như là những cái sàn mà chúng ta nói tới Binance mà phần lớn sẽ đi trực tiếp về những công ty mà PayPal hay là Square thậm chí là những cái ngân hàng có thể là đưa ra những cái dịch vụ tương tự và họ sẽ tham gia vào những crypto tự nhiên kiểu đó dù sao đi nữa cái nguồn hứng thú đối với những nhà đầu tư riêng lẻ sẽ tăng lên so với năm 2007 sẽ tăng lên rất là nhiều khi mà mùa tăng trưởng thực sự đến các bạn thấy được là khi Bitcoin thực sự là đi vào cái tình trạng parabolic kia đó cái tình trạng mà tăng trưởng cực mạnh đó thì chúng ta sẽ thấy là những nhà đầu tư họ sẽ lựa chọn những công ty như là PayPal, Square hay là những cái công ty mà họ quen thuộc để mà mua bán Bitcoin và sẽ dẫn đến là cái sự tăng trưởng lại càng mạnh hơn nữa tại vì bây giờ dễ dàng hơn để mà tham gia hơn là năm 2017 kế tiếp là thứ sáu dự đoán này là liên quan đến những cái nơi mà quản lý tài sản của những người mà có tiền đó thì cũng sẽ tiếp tục tham gia vào thị trường này đây thì cũng tương tự như các bạn thấy là chúng ta nhìn vào tình hình của những công ty lớn tham gia vào thì càng nhiều những công ty lớn tham gia vào những crypto càng nhiều những nhà đầu tư lớn như là Paul Tudor Jones hay là Stanley Druckenmiller thì những nhà đầu tư nhỏ hơn sẽ thấy cái sự an tâm hơn tại vì họ cảm thấy là những người như là Paul Tudor Jones hay là Stanley Druckenmiller là những người mà có rất nhiều kinh nghiệm đầu tư trong thị trường tài chính cho nên khi mà họ tham gia vào crypto thì sẽ làm cho những nhà đầu tư nhỏ hơn mà có tiền an tâm hơn Nh những quý đầu tư hedge fund cũng sẽ an tâm hơn và cũng sẽ đa dạng hóa một số tiền của mình vào trong Bitcoin. Tôi không có nghĩ là nhiều nhà đầu tư sẽ đột ngột chuyển hết tài sản của mình vào bên Bitcoin hay là bán hết vàng vào qua bên Bitcoin sẽ không có những cái sự di chuyển mạnh như vậy nhưng mà tôi nghĩ là ít ra thì phần lớn nhà đầu tư cũng sẽ có sự suy nghĩ là sẽ đa dạng hóa một phần tiền của mình vào trong Bitcoin để có được cái sự lợi nhuận nếu như Bitcoin tăng trưởng mạnh. Đây là cái xu hướng thứ sáu mà được chia sẻ bởi Yahoo Finance. Cái dự đoán thứ bảy đó chính là những cái sàn giao dịch derivatives như là những cái sàn giao dịch mà cho dịch option hay là hợp đồng tương lai đó càng ngày sẽ càng trưởng thành hơn bây giờ các bạn thấy được là thị trường có rất nhiều những sàn giao dịch như là các bạn thấy được là những cái sàn mà giao dịch margin thì mọc lên như là nắm gì chúng ta thực sự là thấy là rất nhiều sàn hoạt động thì cũng có những cái sự nghi ngờ nhưng mà các bạn thấy được là càng ngày càng trưởng thành hơn thì chúng ta sẽ càng ngày càng thấy một số những cái sàn giao dịch margin option sẽ càng trở thành những cái sự lựa chọn hàng đầu của thị trường này. Thực ra mà nói chúng ta cũng đã thấy những điều đó xảy ra như là các bạn thấy được là giao dịch margin hay là future thì bây giờ trên sàn lớn như là Binance thì cũng có chứ không phải là chỉ có trên sàn nhỏ mà thôi. Cho nên càng ngày các bạn thấy được là những cái sàn lớn sẽ càng hình thành hơn và sẽ có những cái bàn hoạt động rõ ràng hơn. Đây chính là cái dự đoán thứ bảy Dự đoán thứ 8 đó, đó chính là chúng ta càng ngày sẽ càng thấy những cái công ty crypto họ sẽ càng ngày càng trở thành như là ngân hàng hơn có nghĩa là họ sẽ chuyên nghiệp hơn. Tại vì những cái công ty mà sẽ không trở thành chuyên nghiệp hơn không trưởng thành thì những công ty đó sẽ những công ty mà rất dễ là bị dẹp bởi chính phủ. Các bạn thấy được là trong năm nay thôi chúng ta cũng đang nghe nói thì những cái công ty như là Bitmax đã bị chính phủ điều tra hay là ngay cả công ty liên quan tới OKX cũng bị chính phủ điều tra. Các bạn thấy được là những cái sàn giao dịch sẽ càng ngày cũng càng phải trở thành hợp thức hóa hơn chứ không thể mà cứ tiếp tục như là bây giờ nữa. Và xu hướng thứ chín đó chính là sự tăng trưởng của DeFi thì trong năm 2020 này đó cái số lượng tiền mà bị lock qua trong DeFi đó đã đi từ cái mức từ 1 tỷ đô la hồi tháng 1 lên tới 15 tỷ ngày hôm nay có nghĩa là tháng 12 thì trong một năm thôi đã đi từ 1 tỷ lên tới 15 tỷ có nghĩa là các bạn thấy được là cái thị trường DeFi này là một cái thị trường tài chính phi tập trung đó thì càng ngày càng phát triển cái nhu cầu mà mọi người muốn có được lợi nhuận từ DeFi vẫn còn rất là cao chỉ là cái thị trường DeFi bây giờ đang nguội được một phần Nhưng mà một phần đó cũng là tại vì chúng ta vẫn chưa thấy là Bitcoin phá 20.000 đô Khi Bitcoin qua khỏi 20.000 đô và khi mà thu hút được thêm nhiều người mới vào thì các bạn thấy được là nhiều người sẽ di chuyển tiền từ Bitcoin qua những cái token DeFi và thì DeFi lại sẽ một lần nữa phát triển mạnh. Nhưng mà thường sẽ cảm thấy được là DeFi trong năm 2021 này thì lực ta sẽ rõ ràng hơn. Bây giờ các bạn thấy được là nhiều cái ứng dụng DeFi thì hầu như coi như là một ngân hàng rồi, nhưng mà cũng không có giấy phép hoạt động như là ngân hàng. Các bạn thấy được là trên DeFi các bạn có thể là mượn tiền, gửi tiền, lấy lại vân vân. Thì, thì trên DeFi bây giờ vẫn còn có rất nhiều những dự án lừa đảo. Cho nên năm 2021 này thị trường DeFi có thể là sẽ bị một số những cái lực nhưng mà những lực đó mới đầu thì có thể là làm ảnh hưởng xấu đến sự phát triển nhưng mà trong hiện dài hạn sẽ khiến cho thị trường DeFi vững vàng hơn, vững chắc hơn khi mà chúng ta đã rõ ràng là DeFi trong ánh mắt của chính phủ là như thế nào. Nhưng mà một điều quan trọng hơn hết nữa là chúng ta vẫn cũng sẽ có những cái ứng dụng DeFi mà hoàn toàn phi tập trung thì những ứng DeFi đó có thể là trở thành những cái nơi mà có gì rất là lớn Nhất là khi chúng ta thấy những cái luật bây giờ Là đang được nói tới như là cái luật liên quan đến là Khi các bạn uh, tham gia vào sàn nào Thì phải KYC, các bạn gửi tiền Thì cái ví đó cũng phải được là sàn ghi lại Là cái ví đó là cái ví của các bạn Nhiều người thì không có thích uh, là bị sàn theo dõi như vậy Cho nên nhiều người có thể là lựa chọn những cái dụng DeFi Mà hoàn toàn phi tập trung giao dịch trực tiếp trên đó Và cuối cùng là cái dự đoán liên quan tới những cái đồng ổn định Thì năm 2020 này chúng ta thấy là cái số lượng tiền Uh, trong cái thị trường ổn định nó đi từ 5 tỷ đô la từ đầu năm cho đến là 25 tỷ tháng 12 có nghĩa là cái nhu cầu chế độ ổn định rất là cao các bạn thấy được là nhu cầu chế độ ổn định đó, là một cái nhu cầu mà không thể từ chối được và trong năm 2021 này đó khi mà có sự xuất hiện của những cái đồng như là tiền kỹ thuật số quốc gia hay là những đồng từ công ty như là công ty Facebook, đồng DM hay là đồng Libra trước đây thì các bạn thấy được là những sự xuất hiện của những đồng này sẽ thay đổi như thế nào trong thị trường đồng ổn định thường thì nghĩ là chúng ta sẽ thấy là những cái đồng ổn định của quốc gia có thể chiếm cái tỷ lệ lớn trên thị trường sau này có thể là chúng ta thấy là giao dịch bitcoin thông qua đồng ổn định của quốc gia chứ không phải là thông qua những đồng như là tether nữa thường nghĩ là những công ty như là tether thì sẽ gặp nhiều rắc rối trong năm 2021 những công ty mà trong cái thời gian qua đó rất là hợp tác với chính phủ như là đồng USDC hay là đồng True USD đó thì có thể là tồn tại lâu dài hơn nhất là khi chúng ta nói tới đồng Tether bây giờ đã được sử dụng rất là nhiều để mà di chuyển tiền xuyên quốc gia các bạn thấy được là những cái thống kê là bao nhiêu tiền rời khỏi Trung Quốc thông qua đồng Tether là cực kỳ nhiều cho nên thường không nghĩ đồng Tether là một đồng mà có thể tồn tại lâu dài và đây có thể là một trong những cái cú sốc của năm 2021 khi mà đồng Tether thực sự được gặp nhiều rắc rối tuy nhiên các bạn thấy được đồng Tether thì chúng ta đã nói tới là rắc rối là có rất nhiều từ năm 2017 tới bây giờ 3 năm qua thì đồng Tether không những là không ngừng hoạt động mà hoạt động còn mạnh hơn nữa cho nên chúng ta hãy tiếp tục xem coi năm 2021 này đồng Tether sẽ hoạt động như thế nào. Thì đây là tóm tắt của 10 những cái xu hướng của năm 2021. Các bạn nghĩ sao về những cái thông tin này thì các bạn hãy comment ở phía dưới. Và nếu như bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia vào một cái sàn giao dịch nào các bạn bấm vào cái link ở phía dưới video này tìm thấy những cái thông tin như là liên quan đến sàn Margin FX hay là sàn Binance quốc tới. Đây là một sàn mà các bạn có thể giao dịch spot, giao dịch thông thường hay là giao dịch future hợp đồng tương lai các bạn có thể giảm 20% phí giao dịch bằng cách là bấm vào cái link đăng ký thì các bạn sẽ thấy được ở phía dưới sẽ để kickback rate 20% thì những bạn nào có thú có thể tìm hiểu và các bạn chỉ cần đăng ký một trong hai cái link này thì sẽ được hưởng ưu đãi cho cả hai spot và futures hay là sàn binance us đây là một sàn mà hỗ trợ những trader ở hoa kỳ sàn margin bybit sàn Coinbase có thể mua bán crypto sang Remitano thì cũng tương tự hay là dùng BlockFi đây là một cái ứng dụng các bạn có thể gửi tiền để có thể được nhận lại hàng tháng và có thể nhận được bonus lên tới 250 đô các bạn bấm vào link ở phía dưới để xem thêm chi tiết và những bạn nào mà đang ủng hộ Thuận Capital bằng cách sử dụng những cái link này thì Thuận đang thành lập một cái nhóm hỗ trợ để các bạn có thể tham gia vào khi các bạn gặp trục trặc khi mà sử dụng những cái link này Thuận sẽ có thông báo trong thời gian sớm nhất có thể và đây là những cái thông tin mà Thuận muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn!